trễ giờ rồi, khách mời đâu? Khách mời, kẹt xe chị ơi. Có gọi cho người ta trước chưa? Dạ gọi rồi mà sao khách mời này ngộ quá à. Giờ... Rồi tới rồi chị. Ủa là tới đây chị? Tới đây. Xin chào đón mọi người đến với con gái của Cát Tường là bé Cát Tường An. Một tràng pháo tay. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình hẹn hò của Cát Tường nha. Để ta coi nha. Ekip sẽ thông báo từ giờ phút này hai người không được phép xưng hô là mẹ con. Ủa không lẽ mày tao? Và phải xưng hô như một MC và một khách mời. Ok. Cái cách ăn mặc của An nó cũng khác với những cái người cùng tuổi và cùng giống như là những cái bạn nữ khác, là người ta ăn mặc rất là dịu dàng, người ta thường hay mặc đầm nè, mặc mang giày cao gót nè. Mà khi về nhà thì mẹ của An á ở nhà thì thường hay hỏi là tại sao lúc nào con cũng mặc đồ rộng thùng thình vậy, không bao giờ mà không mặc đồ gì cho nó ra con gái hết. Thì cũng chia sẻ luôn với cô là con cũng giống như là nhiều khi mặc đồ như vậy á, con cảm thấy nó thoải mái cho bản thân con, là thoải mái về cái chuyện thể chất, trong đó nó cũng thoải mái về cái chuyện tinh thần. Đi ra đường á, con mặc như vậy mà con cảm thấy tự tin. Cái trong ngôn sống của con nó cũng hơi theo xuống diện phương Tây, là mình mặc cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy tự tin nhất và nó làm cái gì cho mình cảm thấy thoải mái nhất thì mình mặc. Vấn đề tự tin và thoải mái là nó khác, mà cái vấn đề cái cách ăn mặc nó thể hiện cái giới tính lệch lạc của mình nó lại khác. Ở đây vấn đề là ở nhà là có thể là mẹ của con hoặc là gia đình của con, bà của con là sợ con phát triển nó không có đúng, với lại là quan tâm xem cái giới tính của con. Tại vì con bắt đầu vào cái tuổi trưởng thành, là cái tuổi dậy thì, là cái tuổi đó nó sẽ thể hiện cái tính là giống như là nó hơi cộng đồng, có nghĩa là bắt đầu phải có nam nữ. Cho nên ở nhà muốn biết là con có bắt đầu có những cái nhu cầu về giới tính nam nữ hay chưa, chứ còn không phải là cái chuyện là bắt con mặc cái đồ con không có thích, là cái chuyện con hiểu lệch lạc về ý mẹ của con, đúng không? Nhưng mà bây giờ với cái make up này là An cảm thấy là thoải mái. Đối với con á, thì cái vẻ đẹp á, nó không cần quan trọng là nó nhìn, nó hình thức nó nhìn như thế nào, mà chỉ cần khi mà mình cảm thấy thật sự thoải mái, mình có thể mặc cái đó, mình có thể diện cái đó, mình ra được. Ok, nếu như quý vị khán giả cũng đồng ý với cô gái ấy thì cho cô ấy một tràng pháo tay. Tại vì con với mẹ con thì cũng khá là thân với nhau, vẫn chia sẻ mọi thứ, vẫn nói cho nhau nghe, nhưng mà lâu lâu con vẫn cảm thấy giống như là mình bị mắc kẹt một mình vậy á. Tại vì giống như có những cái chuyện mà muốn nói nhưng mà kiểu giống như là không nói được. Ví dụ cụ thể. Ví dụ hả? Chẳng hạn như chuyện tình cảm của con chẳng hạn, thì con không có nói cho mẹ con nghe. Tại vì con cảm thấy giống như là ví dụ mà giờ nói ra thì không phải là cái cảm giác sợ là mình sẽ bị mẹ mình nghĩ xấu về mình, mà là cảm giác sợ là nói ra xong rồi sẽ bị la. Nhưng mà đợt này về á, không biết như thế nào nhưng mà mẹ con đột nhiên dễ đột xuất. Tức là những cái chuyện mà con về nhà con kể cho mẹ con nghe, con không có bị la nữa. Chẳng hạn giống như là khi mà mới cách đây lúc về, con có xin mẹ của con là cho con đi xăm hình. Thì con rất là lo, thì cũng phải lấy hết sức bình sinh để đi xin mẹ. Thì con ngồi xuống con nói với mẹ, con mới kêu là mẹ ơi, bây giờ con cũng lớn rồi, con cũng đủ tuổi rồi, mẹ cho con đi xăm được không? Trong đầu của con là có rất nhiều luồng suy nghĩ, nó là kiểu này là chỉ có một là bị quýnh, hai là nghĩ sao vậy, mày nghĩ sao mày mình lớn đúng rồi đúng đúng chính vậy. Tao đây từ đó giờ tao còn chưa xăm nữa nè, tao muốn xăm mà tao bốn mấy tuổi tao chưa xăm, tao ra vai lẹ vậy. Cô đoán mẹ con vậy đó. Dạ thì mẹ con cái phản ứng như vậy á, giống như là con cảm thấy giống như muốn khóc tới nơi luôn vậy. Tự nhiên không ngờ là một ngày nào đó tự nhiên cái mẹ mình hiểu mình một cách đột xuất. Mẹ nói là con sắm cái gì, không muốn làm cái gì thì phải nói, cái gì muốn cái gì phải xin. Thì mình cũng trình bày, mình nói con muốn xăm một cái hình như vậy nè. Thì lúc đó thì mình rõ ràng là mình cũng có sai, là mình đi tới cái tiệm xăm xong, mình xăm xong một hình á, thì anh xăm ảnh cũng có dụ mình, ảnh dụ mình là mình xăm thêm một cái hình nữa trên cái cổ tay. Xong mình cũng đồng ý, xong mình cũng đem cái hình xăm đó về nhà. Thì ban đầu cũng tính là thôi thì lỡ rồi thì con cũng nói với mẹ. Có nghĩa là con xin một nhưng mà khi đi xăm thì con xăm hai. Dạ đúng rồi à. Thì con về tới nhà thì nó là thì thôi thì chắc thì lỡ xăm rồi, không lẽ giờ mẹ bắt đi xóa. Nên thành ra là con cũng để cái tư tưởng đó, con đi về nhà con đưa cho mẹ con xem. Thì con đưa cho mẹ con xem thì ban đầu mẹ con cũng không nói gì hết. Nhưng mà rồi sau đó vài ngày sau mẹ con có nói là thôi nha, hai cái này là quá đủ rồi, đừng có đi làm nữa. Dạ không biết rồi, không có đi làm nữa đâu. Đó là những cái chuyện tiêu biểu mà là dạ này con thấy mẹ con thay đổi một chút chút. Gửi con gái của mẹ, từ nhỏ mẹ rất ít khi nói lời yêu thương với con,
bây giờ con lớn mẹ cũng vậy, nhưng mẹ nghĩ con cảm nhận và hiểu được tình cảm của mẹ dành cho con. Câu nói mà con muốn nghe nhất từ mẹ là gì? Cho con 3 giây suy nghĩ, ha ha ha. Tự bơi đi con, muốn làm gì đó con làm. À, đó là câu nói mà con muốn mẹ con nói với con nhất chút. Con hãy tự bơi đi con muốn gì làm đó con làm. Chừng nào con chết chìm thì lúc đó con mới biết tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Nhưng mà lúc đó thì mẹ già như chuối chín cây. Tại vì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng của mình. Với nguyện vọng và suy nghĩ của người ta là chỉ muốn con người ta được cái gì tốt nhất. Nhưng mà đối với đứa con thì nó lại nghĩ rằng là như vậy nó mới là tốt nhất. Và nó nghĩ rằng nó chỉ sống một đời của nó chứ không cần quan tâm đến ba mẹ của nó. Vậy thì giữa mẹ và bé thì lúc này hai người ai sẽ là người ích kỷ nhất? Thật ra nói ích kỷ thì cũng không phải. Cái đó là vì mình có con nên mình đang nguyện vọng con mình được như vậy. Nhưng mà đó là một phần suy nghĩ của mình. Nhưng mà thật sự sâu trong đó những cái người mà độ tuổi như con và sau trở về sau nữa, chứ nó sẽ không còn lạc hậu như ngày xưa là mình muốn cái gì là con mình phải làm theo như vậy. Nên thành ra là ích kỷ thì không ai ích kỷ cả, ai cũng muốn tốt chứ không có ích kỷ. Cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ, nhưng mà cũng khuyên mẹ cũng là mẹ ơi, mẹ làm ơn mẹ dễ dễ một xíu cho con thở nữa chứ siết quá mai mốt con bục một cái là chụp lại không kịp nha mẹ. Ồ, con tôi đẻ ra được là tôi ngắt đầu nó được. Cuối cùng thì cô Tường cũng xin thay mặt mẹ của con truyền một cái thông điệp cho con rằng là cái người lớn và có những cái người mà cá tính, như cô nghĩ là mẹ con cũng là một người rất là cá tính và một người cũng rất là nguyên tắc, cho nên là cô nghĩ rằng là con cần có thời gian nhiều hơn để hai mẹ con có thể hiểu rõ nhau hơn. Thì cô cũng hy vọng rằng là một ngày không xa, khi mà cái tuổi đời của con mỗi ngày một nhiều hơn, thì xã hội sẽ dạy cho con nhiều thứ hơn và con sẽ cảm nhận ra được. Và cô tin là cái tên Cát Tường An của con á, là mẹ con cũng muốn gửi gắm vào trong đó. Cát Tường là may mắn, An là nó bình an. Thì cô cũng chúc cho con luôn luôn được bình an trong cuộc sống, luôn luôn là thành công, và con sẽ đạt được tất cả những cái ước mơ của mình. Và cái điều mà cô nghĩ rằng mẹ con mong muốn nhất ở con đó là gì? Đó là sự hiếu đạo. Chính vì vậy mẹ con mới làm một cái quỹ thiện nguyện Cát Tường An mang tên của con. Dạ, con cảm ơn cô.